Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, người dân huyện Khoai Châu đang tập trung chuẩn bị các sản phẩm nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết. Nhờ đúc rút kinh nghiệm qua nhiều năm sản xuất, được tập huấn quy trình kỹ thuật chăm sóc nên vườn bưởi diễn rộng 2 mẫu của gia đình chị Trần Thị Hòa, xã Dạ Trạch, huyện Khoai Châu luôn phát triển tốt và đã sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Nhà tôi thì làm và chăm sóc là toàn theo hướng là sinh học, là làm toàn thực phẩm sạch đấy. Đất này ở dưới gầm là tôi cũng không phải tôi đánh thuốc diệt cỏ, còn đâu là bưởi thì là coi như từ tháng 3 âm đến bây giờ là không đánh thuốc sâu nữa. Mà chỉ có đi bây giờ chú trọng vào đánh ruồi vàng. Trong Tết Nguyên đán này chúng tôi cung cấp ra thị trường 20.000 quả bưởi ạ. Càng cần Tết Nguyên đán thì nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch của người tiêu dùng càng tăng cao. Nắm bắt được tâm lý của người tiêu dùng, hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh cả đông tảo, gà nai đông tảo xã Dạ Trạch, 12 thành viên cũng đang tích cực chăm sóc đàn vật nuôi, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Vào dịp Tết năm nay, hợp tác xã dự kiến cung cấp cho thị trường 8 tấn gà thịt và 1.000 gà đông tảo để biếu. Để phục vụ cho bà con vào cái dịp Tết Nguyên đán, hợp tác xã chúng tôi đang tập trung chú trọng vào con vật nuôi của chúng ta là con gà đông tảo ấy. Thì là chúng tôi đang cố gắng là đưa vào toàn bộ cái nguyên liệu là chăn nuôi thảo dược nhằm mục đích là để đưa tới bà con sử dụng cái con gà thực phẩm ấy, của mình là con gà sạch. Thời điểm này, nông dân xã Đông Tảo cũng đang tập trung chuẩn bị cây cảnh cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán. Với diện tích gần 140 mẫu cây cảnh, ước tính trong dịp Tết Nguyên đán địa phương sẽ cung cấp ước khoảng 200.000 cây cảnh các loại cho thị trường. Hiện bà con nông dân đang tích cực chăm sóc, giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt. Thế bà con chúng tôi hiện nay là bây giờ đang trở vào hoàn thiện cái cây này, ví dụ như là chỗ nào nhiều quả mình tỉa bớt đi, hoặc là mình san. Đấy, tóm lại là bây giờ bọn tôi đang ở cái tốc độ là về tỉa tót cho cây nó đẹp lên. Thời gian này là đang đêm sương ngày nắng cho nên là nó hay bị mưa sương, nó hay bị hẩu cái quả này. Cho nên chính vì lẽ đó mà mình phải tập trung toàn lực về chống sương là một. Hai nữa cái dẹp đỏ hiện nay là khanh hanh khô thì cái dẹp đỏ này nó đang phát triển rất mạnh. Năm nay riêng gia đình nhà tôi thì đấy, lớn bé cả chậu lẫn đất thì nó khoảng 1.000 cây ra thị trường. Chuẩn bị nguồn hàng cho dịp Tết cùng sự chủ động của người dân, các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, việc chấp hành nghiêm túc các quy định trong sản xuất nông sản, thực phẩm sạch an toàn.